Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Thoại Sơn phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phun thuốc khử trùng đồng loạt tại khuôn viên của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phun xịt toàn bộ khuôn viên chánh điện của các cơ sở tôn giáo như chùa Khách Hà, thị trấn Phú Hòa, chùa Lan Nhã Kỳ Viên, xã Vĩnh Trạch, tỉnh thất Quy Nguyên, Định Thành, thiền viện Trúc Lâm, chùa Sư Duyên, chùa Thành An Tự, thị trấn Núi Sập. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở tôn giáo về các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo về công tác phòng chống dịch bệnh, vận động các cơ sở tôn giáo hạn chế tổ chức những buổi lễ có đông người tham gia và hạn chế di chuyển đến vùng có dịch, cũng như đón tiếp người từ địa phương khác đến trong thời gian dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.